Ừ. Nhà này đang à đó. Mong là hay tất cả nắng về thưa ban đọc bay đọc bay miền vị ban chạy miền đất sang bờ địa khan nặng phí đọc bay giờ ban nhật thi đi thì lại chân muối đọc bay hay bữa đọc bay vì tưởng ở vì đọc bay mình chân đấy đọc bay giờ ngọn chưa sang tây là nặng bay hay nâng đọc ngang trên con tay nặng bấy mình đủ chia muối hạ thì tập bật chạy mùi bật bầy lên trên tới bật bầy ở trên đó bật bầy bật bầy ấy mình bật trắng mình ra sao bật bầy nó tự chạy mùi vậy rồi bật bầy còn bật đây tan nào là như sao bật tự chạy mùi mà năng ấy cái bữa sáng tay nặng phi hay mà sao mà non quấy sao mà non quấy con tay phi hay là cái khao con tay nặng phi con tay trắng thôi nhở thì mình gọi bia trôi từ họ trôi ra còn để sáng nó hay phải nhập gì hay là cắt kẻ da lô anh ấy tham mà đồ thiệt bay sao mà lại trang nặng phi phải nhập bia mua nó thì tham mà đồ thiệt bay mà mình dây chân dây chân bây giờ tôi thấy cái gì 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 bây giờ hay tăng chặt phía riêng và chẳng hạn chặt mùi bay nó cái hai thang mà nổ thiệt hay bởi dương ạ à. Dương ở trong vậy ta họ thôi cạnh mùi bên sao mà để chân nặng chặt phí hay tăng chặt phía riêng và chẳng hạn chặt mùi thì thôi cạnh mùi này tay dương chưa tha chưa rộp chớ thì dương hai thang mà mắt nó mà nổ thiệt bay nó máu anh nó chắc nói cho là kề giá nó ngang mà nổ bay phía riêng và chẳng hạn nó chẳng kề giá nó ngay hay tất cả kê thì cha nó dùng vô tà môi tê nâu phí nó mà nổ thiết hay nâng hay nó mà nổ phí hay nâng hạ xe tổ phạm chạy nâng mà nổ phí là hạ xe tổ phạm chạy nâng ạp dầu ạp dầu tê hạ xe tổ phạm chạy nâng ờ hạ xe tổ phạm chạy